em là tình yêu hay chỉ là biểu tượng của nó. Nếu em xem tình yêu là những con sóng hết vui rồi buồn, hết lo sợ rồi sung sướng, hết đầm thắm rồi ghen tuông, hết yêu thương rồi ghét bỏ, thì lúc những con sóng ấy chưa xuất hiện, hay khi chúng trở về với mặt nước lặng tĩnh, êm đềm, mát rượi, nhẹ nhàng soi chiếu đôi hàng cây, ríu rít tiếng chim ca, tất cả chỉ còn lại cái như là hiền hòa, dịu ngọt, em gọi là gì? Em sẽ không bao giờ hiểu được tình yêu đâu. Nếu em chỉ nhìn thấy những biểu hiện hình tướng cảm xúc của chúng. Biểu hiện thì đối đãi nhau, tạm thời và diệt sinh liên tục. Em có đang đánh đổi cả sự sống quý báu của mình để chơi trò chơi đuổi hình bắt bóng những hiện tượng cảm xúc giả tạm không? Em có đang dùng hết năng lượng mình để giải quyết những dây mơ rễ má của những con sóng yêu ghét kia? Em chỉ uổng phí một kiếp người mà thôi. Chúng là những thứ duyên sinh không thật. Không cần em giải quyết thì chúng mới chấm dứt, mà ngược lại, chúng tự sinh và tự diệt theo nguyên lý tự nhiên. Cách tốt nhất và ngắn nhất là em nên thấy và cho phép chúng như là, không nên đem cái tôi mình xen vào vạn pháp. Tình yêu đích thực thì không phải là cảm xúc vui buồn đánh đổi. Nó vượt lên trên cái thương ghét thường tình của những con sóng mồ côi tạm bợ. Cảm xúc cao nhất của tình yêu là trở về cái uy nguyên tĩnh lặng của mặt hồ và nét hồn nhiên xanh ngắt của bầu trời vô tận. Còn tim em có đang là nơi trú ẩn của yêu thương, hay em chỉ đang hiện hình thành những con sóng kiếm tìm vì đói khát thương yêu? Đời một con sóng vô cùng ngắn ngủi, thì cớ chi em làm sóng buồn vui? Xin em không nên đếm bên tôi bằng những con sóng tình yêu nhỏ bé. Xin hãy về với đại dương lặng lẽ, ta thương nhau trọn hết tình người.